Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình là Kiên. Thời gian gần đây thì mình cũng khá là bận nên là cái việc mình đi quay ở ngoài trời nó không được đều đặn nữa, và mình sẽ tranh thủ quay video tại nhà để tận dụng thời gian nhiều hơn. Và kênh của mình cũng bắt đầu phát triển và có nhận được khá nhiều ý kiến đóng góp, đó là tại sao không làm review nước hoa của nữ, nên để cho kênh thêm phong phú và các bạn nữ có thêm một cái nguồn thông tin để tham khảo trước khi đưa ra quyết định mua một chai nước hoa nào đó, thì mình sẽ cố gắng làm xen kẽ những chai nước hoa của nam và những chai nước hoa của nữ với nhau. Và video lần này mình sẽ làm review 3 chai nước hoa của nữ khá là nổi tiếng. Thì trước tiên chúng ta phải nói về một cái nốt hương rất là quen thuộc, rất là gần gũi mà các chị em rất thích, mà nó thể hiện một cái sự quyến rũ lôi cuốn nhất định đối với anh em, đó chính là nốt xạ hương. Xạ hương nó là một cái thành phần được chiết xuất từ động vật như kiểu hươu xạ, hoặc là thực vật có mùi hương tương tự, hoặc là do những nhà khoa học sáng chế ra trong phòng thí nghiệm. Và xạ hương thì có hầu hết trong đa số những chai nước hoa, và cái nốt xạ hương nó sẽ là một cái điểm nhấn nhất định. Nhưng mà để nói xạ hương làm chủ đạo, làm nền thì chúng ta không thể nào không nhắc tới một chai nước hoa rất nổi tiếng, đó chính là Narciso Rodriguez. Trên tay mình đây đang là 3 phiên bản Narciso Rodriguez For Her, mà mình nghĩ là nó khá là phổ biến, nó rất là dễ tìm kiếm, và 3 phiên bản này thì có 3 phong cách hoàn toàn khác nhau. Vậy hãy cùng mình xem qua về phong cách và cái mùi hương của 3 phiên bản này như nào nhé. Cái phiên bản đầu tiên mà mình muốn giới thiệu tới đó chính là phiên bản Narciso Rodriguez For Her với phiên bản Eau de Toilette, hay gọi là EDT, được ra mắt vào năm 2003. Thì mình đã ngửi cái mùi hương này khá là lâu rồi. Cái thời gian nó ra mắt vào năm 2003 thì gần như là cái mùi hương này nó, các bạn có thể ngửi thấy nó rất ở rất nhiều người phụ nữ khác nhau sử dụng, và đến nay thì nó vẫn được lựa chọn làm signature scent của rất nhiều bạn. Và nó sẽ mở đầu vào một cái lớp hương, đó chính là lớp hương hoa trắng. Nó rất là nhẹ nhàng, nó như kiểu một cô gái rất là nhẹ nhàng, kiểu xinh xắn, kiểu nhẹ nhàng tiến tới bên bạn. Cô gái này dần dần gần gũi với bạn hơn, và qua cách nói chuyện thì các bạn thấy cô gái này là một cái người khá là quyến rũ, khá là mặn mà và khá là lôi cuốn, ngọt ngào. Những cái nốt hương nó thể hiện điều đó, đó chính là xạ hương nó sẽ mang lại một sự quyến rũ và sự ấm áp từ hổ phách và sự ngọt ngào từ vani. Thì cái tổ hợp mùi hương này thì mình nghĩ là nó thể hiện một cái người phụ nữ trưởng thành, một cái người phụ nữ từng trải, biết cách sử dụng cái sự quyến rũ của mình để làm say đắm những người đàn ông. Và cái mùi hương này thì mình hay gọi với cái tên đó là mùi của đàn bà, thực sự đúng theo nghĩa đen luôn. Và mình đã từng một lần xịt qua chai nước hoa này lên tay, và mình thực sự là mình cảm giác mình rất là bánh bèo, mình cảm thấy mình yếu đuối vãi trưởng. Lúc nào mình cũng chỉ muốn hít hà mãi thôi. Và cái mùi hương này thì theo đánh giá của mình nó là cái phiên bản tốt nhất của nhà này đến bây giờ. Cái phiên bản tiếp theo mà mình muốn giới thiệu tới đó chính là phiên bản Eau de Parfum, hay gọi là EDP. Thì nếu như bạn không thích cái sự già dặn, không thích cái sự trưởng thành từ chai nước hoa phiên bản EDT, thì các bạn có thể tìm đến chai nước hoa này. Đây sẽ là một mùi rất trẻ trung, rất năng động, phù hợp với những bạn có tuổi từ 16, 17 cho đến tầm 23, 24. Hoặc là có thể các bạn kiểu, các bạn có thể tuổi lớn hơn nhưng mà các bạn, cái phong cách của bạn nó vẫn trẻ trung, nó khá là bánh bèo như chính cái màu chai nước hoa này. Mùi hồng, cái mùi nó rất là phù hợp với màu, rất là kiểu hồng nhạt, lớt phớt, rất là dễ thương, bánh bèo. Thì nó sẽ mở đầu bằng một cái nốt hương, đó chính là hoa hồng rất là rõ rệt, và sau đó là cái vị ngọt của đào, nhưng mà nó có phần khá là nhẹ nhàng. Sau đó khi xạ hương nó bao trùm lấy tất cả, rồi cùng với gỗ đàn hương, thì cái tổ hợp mùi hương này nó cho mình hình dung đến một hình ảnh một cái người khá là, một cái người con gái như kiểu tiểu thư đài các ấy, rất là mỏng manh, rất là dễ vỡ và chỉ chờ được anh che chở thôi. Nếu như các bạn thích cái mùi hương này, các bạn theo cái phong cách nó ăn mặc khá là trẻ trung, khá là bánh bèo, thì cái mùi hương này nó sẽ làm chết cũng phần lớn đàn ông đấy. Nên là các bạn có thể thử lựa chọn chai nước hoa này nếu như các bạn có cái phong cách như vậy. Cái phiên bản cuối cùng mà mình muốn nói tới đó chính là phiên bản được ra mắt gần đây nhất, đó chính là Pumas. Nó có thiết kế chai màu trắng và nắp màu đen. Theo mình thì cái nhà Narciso Rodriguez phiên bản For Her này nó có thể hiện ở cái phong cách của chai nước hoa qua cái màu sắc. Nếu như chai nước hoa phiên bản EDT đó là màu đen khá là quyến rũ và bí ẩn,
màu hồng nó khá là dễ thương và bánh bèo. Thì cái phiên bản màu trắng này nó khá là trẻ trung, hiện đại và thanh thoát. Và đối với mình thì nó có phần giống với phiên bản EDT. Nó bởi cái lốp hương hoa ngay ban đầu nó khá là bùng nở ngay trước mặt mình, nó khá là tạo nên một cái người con gái khá là nhẹ nhàng. Và sau đó thì xạ hương vào gỗ thì lại mang lại một cái sự quyến rũ nhất định. Nếu như bạn nào không thích cái sự trẻ trung, cái sự dịu dàng và bánh bèo bởi chai nước hoa phiên bản màu hồng EDP vừa rồi, thì các bạn có thể lựa chọn phiên bản này. Nó cũng không quá già dặn, nó cũng không quá là quyến rũ và trưởng thành như cái phiên bản EDT kia. Thì đây sẽ là một phiên bản ở giữa. Và mình nghĩ chai nước hoa này nó sẽ phù hợp với những bạn theo phong cách khá là hiện đại, kiểu nó vẫn khá là trẻ trung yêu đời nhưng mà nó vẫn có sự quyến rũ nhất định. Nếu bạn đang lăn tăn không biết lựa chọn phiên bản nào thì các bạn hãy thử chai nước hoa này. Mình nghĩ là phiên bản này cũng là một phiên bản khá tốt và khá là dễ sử dụng. Nó không quá theo chiều hướng trẻ trung và không quá theo chiều hướng quá là già dặn. Về cái độ bám quả của ba chai nước hoa này thì về cái độ lưu hương thì mình sẽ đánh giá cao phiên bản EDT. Sau đó đó chính là phiên bản Pumas vừa mới ra mắt. Và cuối cùng là phiên bản màu hồng. Thực ra thì nó cũng không xem nhau quá nhiều đâu. Nó khoảng tầm, phiên bản EDT nó khoảng tầm 10 tiếng. Phiên bản này nó khoảng tầm 8 tiếng và đây chỉ, và phiên bản hồng thì nó ít hơn một chút. Về cái độ tỏa hương thì ba phiên bản này nó xem nhau khoảng tầm hơn nửa cánh tay một chút thôi. Và có một điều là những chai nước hoa của nữ thì mình vẫn sử dụng được, nhưng mà đối với nhà nước hoa này thì thực sự là nó sinh ra để dành cho chị em phụ nữ chứ nam giới gần như không sử dụng được. Nó quá là bánh bèo, nó quá là yếu ớt và cái nốt xạ hương ở đây làm thực sự là nam giới không thể nào tiếp nhận được. Đối với thời điểm sử dụng của ba chai nước hoa này thì mình nghĩ là nếu như các bạn cần một cuộc hẹn hò, cần sự quyến rũ, lôi cuốn mà gây ấn tượng đối với người đối diện thì đây, phiên bản EDT này là một cái phiên bản lựa chọn rất tốt. Nếu như bạn sử dụng hàng ngày thì mình sẽ vote cho chai nước hoa đó chính là Pumas. Trẻ trung, năng động và rất quyến rũ, bạn sẽ sử dụng hàng ngày từ đi làm, đi học đến đi chơi, hẹn hò. Và nếu như các bạn theo phong cách nó hơi bánh bèo một chút thì phiên bản EDP này sẽ là lựa chọn tốt. Hoặc là các bạn cần một cái năng lượng nhiều hơn cho tuần mới, cho ngày mới thì đây cũng là một cái phiên bản rất tốt. Ngoài ba phiên bản này ra thì nhà nước hoa này còn có rất nhiều phiên bản cho nữ khác như là hay là các bạn cũng có thể thử qua. Và nếu như các bạn thích chai nước hoa nào hay là các bạn thích những phiên bản nào thì các bạn hãy comment bên dưới và đừng quên like, subscribe và share kênh của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.